Rồi, phép xe máy xin chào nha anh em. Nay cập nhật xe ở đằng cửa hàng hay nha anh em ơi. Anh em quan tâm xe nào thì liên hệ cho bên phép để ủng hộ nha anh em. Đó. Tất cả các xe ở đây đều bán hết luôn nha anh em. Anh em cần chi tiết xe nào đó thì mình kết bạn Zalo rồi gửi hình bên đó nha nè, hoặc là anh em có thể vô tra YouTube up video cho nó trơn á nè. Cầu này trái 52 54, trái 52 54 gì đó, mình cũng mua lại nghe người ta nói nè ha, 6,5 triệu. Đây, 27 18 gì rẻ năm ha, này 50, này ghim lùng, ghim lùng ở hát mò này 24 triệu nữa em, phu lé phu 24 26 gì đó, 24 24 lốc bạc, 26 là lốc xám dán tem Thái. Này GS, này anh pha tem xương cá, này anh pha 126 màu cam ha, một cam nhìn đẹp. Winway xe như vậy giá chưa tới 20 nữa đâu, 19 năm mà quá dễ xài. Khu hai trắng mười triệu, 12 triệu, 30 triệu, Mate 82 thì, còn này 20 ngoài lắm ha, mấy xì bôi. Tầm cỡ 1000 đô. Này Honda Tina, cái này Singer. Singer được của Suzuki. Suviva, Sewood đời đầu, Sewood 208, 208, 210, đời bô nhỏ anh em ha, cái này đời 2021 nè, xe này còn rất là mới luôn. Jupiter FI, AB trắng, AB là cái máy cực chắc, máy chắc lịch. Quen châm Thái nè anh. Này quay y. Này quay rô mới về. Quay rô đẹp. Còn này 125 ha. Quay rô 125. Xe mới chắc. Xe chia Sonic, Sonic, Sonic này có 32 triệu anh em ơi, rẻ ghê luôn, máy zin nha. Còn này thì 38 triệu ha. Ulet, Ulet này đời cao, đời không có tắt đèn, 29 năm.
506 Liberty ha. Tầm chục ngoài triệu, rất là dễ xài. Con này 14 triệu nè, xài bền như trâu. Còn Winner V là 24 ha. Con này xe còn đẹp. Này G15 Thái 4 mấy triệu anh em. Winner ABS hai con ABS hết luôn, mới chắc bánh xe này. Lên ổ khóa thông minh, xe còn mới anh em ha, 34 triệu. Này 27 năm, này quy xanh, ổ mắc khay. Seawood này cũng 6,5 triệu luôn, cho anh em đi đồng á nè ha, máy chắc. À, mâm hai màu. Này 34. Ad này 25. Ha, cũng ad mà giá khác ha. Này 30 mở kinh ha. Này 25 nè, bản Movita nè. Này 23 năm. Này 22. Này cũng 22 luôn. Này 17 năm. Máy zin nha. Zin im. Rồi, điểm lại lần nữa nha anh em. Điểm lại lần nữa anh em coi xe nào được thì liên hệ ủng hộ nha anh em. Rồi, ok anh em ha. Xe nào anh em quan tâm thì anh em cứ liên hệ cho nhân viên tư vấn với chốt đơn anh em ha. Trường nè, sang nè. Quật phép anh em ha. Còn về giấy tờ thì anh em liên hệ số này. Giấy tờ tại cửa hàng á. Là bà xã phép ha, phụ trách giấy tờ cho anh em á. Rồi, xin cảm ơn. Chúc anh em ngày mới tràn đầy năng lượng.